Hello, xin chào các bác. Em xin tự giới thiệu, em là Benny, đang là học sinh đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Hiện tại thì tình hình dịch như các bác thừa biết, phải nói là thừa biết là dịch bệnh nó càng qua các bác ạ. Khổ lắm, trường học đóng cửa này nọ, đóng cửa đi đồ, khó khăn, khổ lắm, khổ. Nhưng mà không sao, đời mà phải vui vẻ lên, phải tích cực lên, phải yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu hòa bình. Thì dĩ nhiên là phải yêu sách vở rồi, đúng không? Nếu không thì làm gì có cái clip này. Ok, để không dài dòng nữa thì em xin tự giới thiệu với các bác. Không phải tự giới thiệu, mà giới thiệu cho các bác một cuốn sách về thuật toán mà em nghĩ nó rất rất hay luôn. Trên Amazon thì bán 14-15 đồng gì đó, cũng khá ok nhỉ, đáng đồng tiền lắm, rất hay. Cuốn sách này là Fundamentals of Computer Algorithms. Đây là cuốn nền tảng của thuật toán máy tính. Nhắc tới thuật toán là các bác biết rồi đó, nó là cái gì, một chút nữa em nói sao nhé. Ok, trả lại cái cuốn sách. Đây là cuốn sách sắp xuất bản cũng lâu rồi, em đem học không quan tâm đến xuất bản đâu, chủ yếu là nội dung bên trong có gì, chắc chứa những cái gọi là bí kíp võ công để thống lĩnh thiên hạ, ba quân gió đông cái kiểu. Cuốn sách của đại đế Elis, tên này em nghĩ chắc là mấy ông Israel rồi, mấy ông đại đế lắm, trời ngầu ngầu của nè. Em đem được ngồi gì, em được cái nhiều chuyện, có gì em lỡ lời, mong các bác thông cảm cho em nhé. Ok, khi mà tìm hiểu thuật toán, mình chắc chắn mình phải hiểu rõ về thuật toán là cái gì, algorithm. Trước đây thì em có đọc một cái, không, nó là một câu hỏi luôn, rất là hay, rất là gọi là tricky. Đó là bạn thấy so sánh giữa cái từ này algorithm, cái chữ THM này nè, với một cái chữ đó là algorithm, SM. Sao nhiều lúc tìm tòi Google, Translate Google các kiểu thì em mới nhận ra là hai cái từ này như giống nhau, chả gì khác nhau cả. Hình như là cái algorithm SM này, nó là của ngày xưa người ta dùng hay sao, nó là cũ rồi hay sao. Cái này em không biết, hiện tại em vẫn đang thắc mắc, thì các bác nào biết thì có thể chia sẻ bên dưới với em nhé. Cảm ơn các bác nhiều. Quay trở lại với thuật toán. Thuật toán là được định nghĩa, đó là một kế hoạch và có từng bước để giải quyết, phân tích cái kế hoạch đó. Nó sẽ có được giá trị đầu vào và giá trị đầu ra. Giá trị đầu vào đây là gì? Phải có cái điểm bắt đầu. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải có cái bắt đầu. Không có lửa làm sao có khói, đúng không? Mà không có than thì làm sao có lửa, đúng không? Mà tiếp đến đó là gì? Đó là một cái chuỗi, step by step, đó là thuật toán, đúng không? Và dĩ nhiên nó phải có cái điểm dừng của nó. Nó phải kết thúc, cái gì mới kết thúc. Cuộc đời có người cái gì nó cũng phải có cái điểm kết thúc kìa. Dịch bệnh cũng vậy, dịch bệnh nó cũng có điểm kết thúc chứ, để người ta biết còn ăn mừng này nọ, đúng không? Đó, thuật toán đơn giản là vậy. Quên, nó phải thực hiện trong một khoảng thời gian và một không gian nhất định. Có nghĩa là gì? Đó là những có thể các bác có thể nhiều bước, có thể là bước 1 và bước 2, bước 3, nhưng nó phải giới hạn trong bao nhiêu bước. Nó là hữu hạn chứ không phải vô hạn. Đó là finite number of the steps. Đó. Thực ra thuật toán chỉ vậy thôi, nhưng mà bất kỳ cái điều gì nó cũng phải có yêu cầu của nó, đúng không? Thuật toán nó cũng vậy, nó cũng phải có yêu cầu. Yêu cầu của nó là gì? Thứ nhất, thời gian, time. Thứ hai đó là dung lượng, space. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba đó là cái công sức của cái người viết nó. Bà rồ, nhanh, bà gà nha em. Thôi em không muốn nói. Đây, không, đây chỉ là một video, video vui. Em sẽ làm những cái thành phần mục lục ở trong cuốn sách này nha. Đây là cuốn sách em chưa đọc, Em muốn tìm hiểu nó, đây là sự tìm hiểu. Study with me, ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào trong cuốn sách này nha. Trong video em sẽ đề qua những cái mục lục thôi. Nếu các bác nhìn thấy mục lục, oh wow, hay quá, có thể đợi em ra những video tiếp theo nói về sâu hơn. Hoặc là một cuốn sách này, trời, rất là rẻ mà rất là hay, hay cực kỳ luôn. Hay đến thôi em đọc, em lướt sơ qua, trời, em không hiểu cái khỉ gì luôn. Không hiểu là hay rồi. Ok nhé, chúng ta đi vào mục lục đầu tiên. Ở đây thì em có 11 cái, trời, nhiều khủng khiếp. Ok, đầu tiên đó là Elementary Data Structure. Khi mà nói về data structure, hình như cái từ data structure với cái từ thuật toán đó, algorithm á, những cái nào cũng đi song phương với nhau hết á. Có anh phải có em, có em phải có anh, đúng không? Chẳng lẽ có anh có em hàng xóm nó kỳ, cái gì nó này nọ đồ, em thôi nó vui vậy thôi. Ở đây nó phân chia một cái cách, nó là nó khá, em nghĩ nó là khá hay đấy. Có thể các bạn nhìn vào những cái sự phân chia này thì các bạn thấy ủa lão vậy. Trước đây mình học data structure đó là gì? Đó là implementation nè, đúng rồi, không, M chứ, implementation.
implementation DS đúng không, hoặc là abstraction, đúng không, ADT này nọ, ADT back rồi á, đúng không? Thì trong những cái này nó sẽ có những cái nữa, nhưng mà ở đây nó chia ra, em ấn tượng từ cái khúc này, nó chia rất là hay luôn. Có stack and queue nè, có tree nè. Stack and queue là basic luôn, ai cũng học rồi, ai cũng biết rồi, nhưng mà chờ đi, em đi sâu vô thử anh có gì không. Không phải là căn bản không đâu nha, nhiều cái vui lắm. Ok, có tree này nha, heap heap sort nha, là một phần của sort nha. Em chả hiểu là sao đi vô đây, nhưng mà mình phải vô động, mình mới bắt được cọp đúng không? Mình phải đi vào từng cái mình biết được. Có set là Detroit, set Union nè, Grabs nè, Hashing nè. Hash như có Hashmap, Hashtable, bắp ra này đọc. Em sẽ đi vào sau trong những video sau. Phần tiếp theo đó là Divide and Conquer. À, này hiểu sao ta? Chia để trị. Chia để trị đúng không? Đó là chia ra nhỏ 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 rồi xử lý, giống như ngày xưa hình như ông nào cân voi á, ông nào cân voi lương chương lương thế vinh, lương thế vinh chẳng lường lương thế vinh đó. Nói chuyện tức là sử em kém lắm, sử ông cũng cân voi, ông cũng chia thành đá rồi ông cân đá xong rồi gom lại thì ông thành thành voi rồi, giống kiểu đời hợp rồi tan tan rồi hợp. Ôi nhớ lại thôi đời giống như một cuộc tình tan hợp hợp tan, đau đầu lắm, đau đầu học cái nào vô đâu. Dẫn thôi. Đây các bạn có thể thấy hết nha, có binary search nè, có file mac min nè, có merge search nè, quick search nè, đúng rồi, quick search chia đôi chia xong gom lại dùng quick search với merge search. Hai cái này các bạn có thể hiểu tại sao nó là divide and conquer nha. Selection cũng vậy, có cái này mới với em, nó là tracing matrix, em cũng hiện tại cũng chưa biết nhưng mình sẽ đi vào thôi. Nhưng mà tiếp theo là greedy matrix, hình như là phương thức tham lam, gặp xem optimal storage snapshot problem. Oh wow, this happened, okay, this happened, snapshot problem. Show cái thằng snapshot problem greedy matrix. Oh, em hiểu rồi, vậy là cái này nó sẽ là tối ưu hóa vật phẩm dữ liệu trong một khoảng không gian xác định. Ví dụ như mình nhớ có mấy ghi đó đi, một ghi đi, thì mình sẽ gom những cái dữ liệu, những cái file sao để cho nó vừa khít một ghi mà gọi là sự tối ưu hóa, optimal tối ưu hóa nhé. Phần mục lục ở đây các bạn có thể đọc sơ qua nhé, em sẽ không đọc lại bởi vì vô em chỉ giới thiệu sắp thôi, mấy phần sau mới đi sâu vô. Ok nhé, tiếp theo là dynamic programming. Cái này ông nào em, tôi thề là ông nào, chị nào, anh nào cũng biết về cái này kìa, không biết ít cũng biết nhiều đúng không, không biết nhiều thì cũng biết, nói tóm qua nói tóm lại là cũng phải biết đúng không. Đó, dĩ nhiên dynamic programming đó là cũng là sự tối ưu hóa rồi, phải làm cho những cái worst case nó thành best case đúng không. Ok nhé. Tiếp theo là basic search and traversal technique. Ok, ở đây em để ý tới chữ traversal. Traversal lúc mà em nghĩ chữ traversal như tree trong đầu, như thế tree traversal kiểu đường, cái kiểu đường đi tính tree, đi qua lên xuống lên dọc đi trở về, la la traversal, post traversal, la la này nọ. Ở đây có tree này, có em tree này, nice. Ok, các bác yên tâm, em sẽ đi hết, em sẽ lướt hết. Tiếp theo nhé. Ok, tiếp theo là backtracking. Backtracking như quay đầu, use return là, oh my god, backtracking return là. Ở đây cũng hay, cũng có nasty problem. Em nhỏ này bị nghiện mấy cái này. Ok, hay, good. Ok, tiếp theo nhé. Đó là friends and bound. Friends là sự chia nhánh ra, bound là limit của nó, giới hạn của nó. Có thể là mình giống gói giới hạn là mình chia ra, mình phân tách nó ra, mình phân tách nó ra, mình đặt giới hạn cho nó, mình tối ưu hóa. Một từ tới cũng rất là hay nha, nhưng mà có hình như em thấy nó cũng na ná với cái divide conquer chia để trị ấy. Nhưng mà nó có giới hạn, nó có bao, cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó, limit của nó, không có limit rất khó để xử lý. Ok chưa, ok like nhé. Tiếp theo algebraic simplification and transformation, số học nè, toán học nè, số học toán học. Ở đây có thể là đơn giản chuyển hóa, ví dụ như là chuyển đổi của chuỗi 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 gì đó đi, bằng n, n cộng 1 chia 2 gì đi, đúng không? Ok la không? Quá ok la luôn. Không, nhưng mà em cũng không rõ nha, nhưng mà để em coi. Ồ, đây có chữ hiếm nè, interpolation. Interpolation, cái từ này em không hiểu tiếng Việt là gì nha, nhưng mà mình có thể hiểu nó thêm một cách dài vậy nè. Thực ra mà trong, sorry em sẽ nói cái điều này trước nha. Trước khi mà mình học về cái môn này, đi theo cái ngành này thì dĩ nhiên bất kỳ ngành nghề nào nó cũng có những cái thuật ngữ riêng của nó, và mình có thể mình khi mà mình dịch ra tiếng Việt, mình có thể dịch ra này đó
mình chưa hiểu đâu. Thật sự nghe nói thì có nhiều từ giống như từ để quy đi, recursion. Recursion dịch ra để quy. Em nhìn thấy chữ để quy, what để quy? Để con rùa, em con rùa. Em con rùa là rùa em. Rùa em là rùa anh. Ok, mình có thể suy nghĩ là tích tiểu thành đại, giống kiểu để quy là lấy từ những cái đó lặp lại. Thì mình có thể hiểu được, nhưng mà trừ khi mình biết được cái nội dung bên trong mình mới suy đoán thôi, chứ mình đổi thành translate chữ kiểu này thì rất khó hiểu được cái ý nghĩa cái nội dung bên trong này. Mình nói chung mình chỉ hiểu cái ý nghĩa của nó thôi, còn về translation đồ thì mình tạm gác qua nhé, ở bên nhau mày nhá. Ok chưa? Interpolation là gì? Interpolation nó là sự chèn, insert đúng không, nó là sự chèn của một vật, của một cái gì đó, nhưng mà cái bản chất của cái vật đó nó khác với những cái mà mình chèn vào hay. Good job, chỉ vậy thôi. Để hiểu thêm nữa thì em sẽ phân tích sau. Bây giờ tiếp theo là lower bound theory. Lower bound theory nó cũng là giới hạn thôi nha, các bạn cứ xem qua. MB hả? MB complete. MB, FMB, khi mà đặt tới hai chữ MB có thể nhắc tới knapsack. Cà knapsack. Vẫn là sự tối ưu hóa thôi, nhưng mà đây là vấn đề problem, có thể là giải những problem đó. À, phần cuối cùng hình như là cũng là MBH, nó dạng sắp xỉ. Ok, video của em sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã lắng nghe những chia sẻ của video đầu tay của em. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều sơ sót này nọ rồi, em từ lát cũng không không có giỏi trong việc ăn nói, nhưng mà em sẽ cải thiện. Thật ra bắt buộc phải cải thiện thôi. Ok, thank you các bác nhé, cảm ơn các bác nhiều. Hẹn các bác vào những video tiếp theo, nếu có comment hoặc những góp ý về gì, hay là thích không thích gì, các bác cứ chia sẻ thẳng thắn. Mình đàn ông đàn anh đàn chị đó, lộn, đàn ông đàn bà, cái kiểu chia sẻ thẳng thắn với nhau em tiếp thu hết. Cảm ơn các bạn nhiều nha, thank you, bye, have a nice day.